Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Kiến thức Thủy sinh. Rêu hại là một trong những cái mối quan ngại sâu sắc nhất đối với những cái người chơi thủy sinh. Vì một khi rêu hại đã phát sinh trong bể thì sẽ rất khó để có thể ngăn ngừa và diệt chúng. Dù là người mới chơi hay là chơi lâu năm thì ít nhất một lần cũng sẽ gặp trường hợp hồ của mình bị rêu hại tấn công. Và rêu hại trong hồ thủy sinh thì thường có rất là nhiều loại. Ví dụ như là tảo nâu, tảo lam, rêu chùm đen, vân vân. Do đó chúng ta sẽ có những cái phương pháp diệt rêu hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như là đánh thuốc diệt rêu hoặc có thể là sử dụng các loại đèn diệt rêu UV chẳng hạn. Nên trong video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cái phương pháp diệt rêu hoàn toàn tự nhiên, thân thiện với môi trường và cực kỳ an toàn đối với hệ sinh thái thủy sinh. Đó chính là về các bạn nuôi các sinh vật diệt rêu trong hồ thủy sinh. Và để biết top các dũng sĩ diệt rêu trong bể thủy sinh thì mời các bạn cùng xem video nhé.